Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quân đội có không quá 3 đại tướng. Sáng 28 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, với 458 trên 459 đại biểu có mặt tán thành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định cấp quân hàm đại tướng, số lượng không quá 3, gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Luật vừa được thông qua quy định tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất, tuổi nghỉ hưu, với sĩ quan theo bậc quân hàm tăng 1 đến 5 tuổi so với luật hiện hành. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của cấp úy là 50 tuổi, với thiếu tá là 52, trung tá 54, thượng tá 56, đại tá 58 và cấp tướng là 60 tuổi. Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện, có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, quá trình thảo luận trước đó, một số ý kiến đề nghị quy định tuổi của sĩ quan quân đội thống nhất theo Bộ luật Lao động và Luật Công an Nhân dân, đề nghị quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp cho từng quân, binh chủng, phù hợp với tính chất, môi trường, địa bàn công tác. Ý kiến khác đề nghị giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về độ tuổi nghỉ hưu ở một số chức danh chỉ huy, quản lý, nhưng không cao hơn độ tuổi theo cấp bậc quân hàm. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, do cơ cấu tổ chức, tính chất, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến của quân đội và công an khác nhau, nếu tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội bằng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan công an hoặc bằng tuổi của người lao động, theo Bộ luật Lao động sẽ không bảo đảm cho sĩ quan, nhất là sĩ quan ở các đơn vị sẵn sàng chiến đấu có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, quân đội vẫn phải tuyển sinh quân sự để sắp xếp và trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp phân đội. Nếu tăng thêm tuổi so với dự thảo luật sẽ gây dôi dư, ùn tắc trong đội ngũ sĩ quan. Việc tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan như dự thảo luật trình Quốc hội thông qua vừa giữ gìn được đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm, sức khỏe trong chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, tham mưu và số cán bộ có chuyên môn trình độ cao để có nhiều thời gian phục vụ quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, vừa bảo đảm sĩ quan cơ bản có đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu mức tối đa 75%. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới nêu quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tướng quân đội không quá 415 người. Liên quan đến quy định về cấp bậc quân hàm cao nhất với chức vụ, chức danh của sĩ quan, Điều 15 luật vừa được thông qua, quy định cấp quân hàm đại tướng, số lượng không quá 3, gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Thượng tướng, Đô đốc Hải quân, số lượng không quá 14, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, Đô đốc Hải quân, không quá 6, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Mỗi chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tướng không quá 3. Ngoài ra, còn có giám đốc, chính ủy học viện quốc phòng. Các chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tướng, phó đô đốc hải quân, thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân có số lượng không quá 398. Như vậy, tổng số cấp bậc hàm cao nhất cấp tướng tối đa là 415 người. Vẫn theo quy định của luật mới, sĩ quan quân đội biệt phái được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tướng. Sĩ quan quân đội biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh hoặc được bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng hoặc chức vụ chức danh tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tướng. Sĩ quan quân đội biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh hoặc được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng hoặc chức vụ chức danh tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là thiếu tướng. Chính phủ quy định vị trí có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tướng, phó đô đốc hải quân, thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân và cấp bậc quân hàm cao nhất với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới. Đơn vị được tổ chức lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ nhưng không vượt quá số lượng tối đa vị trí cấp tướng theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Cấp bậc quân hàm cao nhất với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cũng cho hay một số ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc quân hàm cấp tướng tương xứng giữa quân đội và công an ở các tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm.
quy định rõ số lượng cấp tướng đối với từng cấp hàm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nếu bổ sung số lượng thượng tướng cho chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng và quy định trần quân hàm cấp tướng cho chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự của 11 tỉnh trọng điểm như Luật Công an Nhân dân, không quy định trần quân hàm cấp tướng cho chính ủy, thì không phù hợp với Nghị quyết 51 của Trung ương và vượt quá số lượng cấp tướng theo quy định của Bộ Chính trị, 415 người. Bên cạnh việc sẽ tác động đến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố khác, đề xuất nói trên còn không bảo đảm nguyên tắc cấp bậc quân hàm sĩ quan của cấp trên cao hơn cấp bậc quân hàm sĩ quan của cấp dưới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hiện nay Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi nghị định và sửa đổi thông tư về chức vụ, chức danh của sĩ quan quân đội. Trong đó xem xét tính toán kỹ lưỡng cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan trong toàn quân, bổ sung quy định cụ thể số lượng và từng vị trí có cấp bậc quân hàm trung tướng, phó đô đốc hải quân và thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch và không vượt quá số lượng theo kết luận của Bộ Chính trị. Khi sửa đổi nghị định, thông tư trên cũng sẽ sửa đổi những nội dung về chức vụ, chức danh tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tướng, cấp tá, cấp úy, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với nội dung sửa đổi của luật và cơ cấu tổ chức biên chế, tính chất nhiệm vụ, tình hình thực hiện của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Luật vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Ba tướng quân đội nói về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan. Trước đó vào chiều 28 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho hay, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ mới được hưởng mức lương hưu tối đa bằng 75%. Nếu sĩ quan quân đội đóng bảo hiểm xã hội quá số năm trên thì hưởng theo quy định chung. Thông tin thêm về đề xuất nâng hạng tuổi nghỉ hưu với cấp úy tăng từ 46 lên 50 tuổi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, nếu tính từ khi nhập ngũ 18 tuổi đến khi nghỉ hưu 50 tuổi, những người này có 32 năm công tác trong quân ngũ. Nếu nghỉ hưu, họ sẽ nhận mức lương hưu thấp hơn quy định 2%. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, sĩ quan nghỉ hưu mang hàm cấp úy hầu như không có, trừ trường hợp vạn bất khả dĩ. Thường sau khi nhập ngũ, công tác từ 10 đến 13 năm, họ sẽ được nâng hàm đại úy, còn nhập ngũ đến 32 năm mà chưa lên đến hàm đại úy thì buộc phải có chính sách khác. Về đề xuất nâng hạng tuổi nghỉ hưu với cấp thiếu tá từ 48 lên 52 tuổi, Bộ trưởng cho biết, với cách tính như trên, những người này có 34 năm công tác trong quân ngũ, nghỉ 1 năm trở công tác thì đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Đại đội trưởng, chính trị viên, đại đội là hàm thiếu tá. Phát biểu tại tổ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, việc tăng tuổi của sĩ quan cấp úy, cấp tá nhằm tiệm cận với quy định tại Bộ Luật Lao động, nhưng vẫn tính tới yếu tố quân đội là ngành lao động đặc biệt, đặc thù. Vì vậy, việc tăng này, theo ông, nhằm thu hút nhân tài và giảm áp lực đào tạo, tích lũy thời gian, kinh nghiệm công tác của sĩ quan, nhưng cũng chỉ ở mức độ nhất định. Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, do đặc thù, quân đội phát triển theo hình tháp, dưới cùng là cấp trung đội, việc tăng tuổi lên sẽ dẫn đến hiện tượng phình ở giữa. Nếu tăng quá tuổi lên nữa sẽ làm tắc nghẽn, tức là ở giữa phình to thì người ở dưới không phát triển lên được. Đây là một hiện tượng rất nguy hiểm nên cơ quan soạn thảo phải hết sức tránh. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói và cho hay, bộ này đã đưa máy móc, công nghệ để tính toán, phân tích dữ liệu, làm sao đưa ra độ tuổi tăng lên phù hợp nhất mà không làm tắc nghẽn, ảnh hưởng đến cơ cấu quân đội. Cạnh đó, theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, do đặc thù sức khỏe như cán bộ tiểu đoàn đi theo bộ đội từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, cùng bộ đội sinh hoạt thì phải đủ sức khỏe. Giờ 50 tuổi mà hành quân theo bộ đội một ngày 30 km thì không chịu được, theo ông Cương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!